Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Tây Vức Đồ, Trường Trai, Khuôn Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Minh. Trường Trai lợi hại thế nào? Lời dẫn. Cổ nhân rằng, bao tử con người là mồ chôn thú vật, là nghĩa trang muôn đời, trước qua sau đến, cứ lẩn quẩn trong định luật luân hồi. Bởi oan hồn báo oán, sát sanh phải đền mạng, hoàng hoàng tương báo. Muốn thoát nghịch cảnh này, chỉ có trường chay, lấy bác ái giải oan nghiệt. Ăn chay trường có lợi cho linh hồn thế nào, có hại cho thể xác ra sao? Thầy dạy: khuya sớm tương dưa hết dục lòng, lòng giàu toan kế, kế sao xong. Sông bề nhân đạo tua dình trước, trước cửa không rồi mối đạo thông. Thầy đã nói trước với các con rằng, khi chưa có chi trong càn khôn thế giới, thì khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra lưỡng nghi, lưỡng nghi phân tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, bát quái biến hóa vô cùng mới lập càn khôn thế giới. Thầy lại phân tánh thầy mà sanh ra vạn vật, là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng, chi chi hữu sanh cũng do bởi chân linh thầy mà ra. Hệ có sống, ắt có thầy, thầy là cha của sự sống. Vì vậy mà lòng háo sanh của thầy không cùng tận. Cây sống của cả chúng sanh, thầy phân phát khắp càn khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội. Nó phải đủ ngày, giờ, thầy nhất định mới trổ bông xanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng, thì là sát hại một kiếp sanh không cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy. Đến thế này lâu mau đều có định trước. Nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai, biết đâu cái kiếp sanh ấy chẳng phải là tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đổi ấy. Cái mạng sống là thầy, mà giết thầy không phải dễ. Các con gắn dạy nhân sanh điều ấy. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển năm Mậu Thìn. Cần sửa cái ăn. Ôi, thầy sanh ra các con thì yêu trọng các con chẳng cùng. Thầy cho các con đến thế này với một thánh thể thiêng liêng, y như hình ảnh của thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành. Các con lại không chịu, nghe điều cám dỗ mê luyến hồng trần. Ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đầy, nên phải chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi. Cơ thể con người hợp với huyền vi thực. Thân thể con người khác với loài vật ăn thịt, có răng bén nhọn, bao tử dày, chỉ nuốt sống các thực vật không cần nhai, như cá sấu ăn thịt người, loài trăng, loài cọp, vân vân. Trái lại, con người thì răng bằng, dạ dày mỏng, cần phải nhai nhuyễn thức ăn để giúp cho bao tử dễ tiêu hóa. Đó là điều để phân biệt người và vật. Loài vật hễ đói thì kiếm ăn các thú vật khác, bởi chưa biết phân biệt đồng loại. Còn loài người tối linh hơn vạn vật, ngoài cái ăn để nuôi thể xác, là con kỵ vật của linh hồn, còn phải biết bồi dưỡng trí tuệ và linh hồn. Bởi trong con người có đệ tam sát thân, thể xác do tứ đại giả hiệp tạo thành, chân thần do pháp thân Phật mẫu tạo nên, gọi là khí chất. Linh hồn do điểm linh quang của chí tôn phân phát, gọi là chiết linh. Do đó, con người đứng đầu vạn vật nên phải biết phân biệt thức ăn cho ba thể. Một, xác thể. Xác thân thuộc thổ thân, có ngũ tạng, lục phủ, gồm đủ khí lực điển quang, tiên thiên và hậu thiên khí. Các thức ăn thích hợp là ngũ cốc, hoa quả, thảo mộc. Hai, chân thần. Chân thần là đệ nhị xác thân. Phần bồi dưỡng cho chân thần là khí lực điển quang. Bởi nguồn cội của nó là khí chất, nó bao bọc linh hồn con người như khuôn bọc vậy. Nơi trung tâm của nó là ốc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi là vi hộ.
Nơi ấy hộ pháp hằng đứng mà gìn giữ chân linh khi luyện thành đạo, đặng hiệp một với khí, rồi mới đưa thấu đến chân thần mà siêu phàm nhập thánh. Vậy ốc là nguồn cội của khí. 3. Linh hồn. Linh hồn là chân linh. Thức ăn của linh hồn là đạo đức, kinh kệ, tứ thời công phu, cúng lạy, là giờ cho linh hồn ăn đó. Muốn giữ cho tam sắc thân được trong sạch, tinh khiết, thì sắc thân của người tu hành phải giữ trường trai, có những điều lợi ích như sau. Thứ nhất, ăn chay trường là thể hiện tình thương đồng loại với loài vật, không vì sự ngon miệng mà sát hại động vật. Thứ nhì, không ăn động vật là biết nguồn cội giữa người và vật. Đồng trong bát hồn hóa sanh là vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhân loại. Trên đường tấn hóa, loài vật là đàn em tấn hóa sau loài người mà thôi. Cũng có nghĩa vì lòng bác ái, thấy sống không nỡ thấy chết, nghe tiếng kêu la không nỡ ăn thịt. Như con ếch trước khi bị chết, biết đưa hai chân trước lên đỡ con dao. Đó là cái linh của mỗi loài vật. Thứ ba, tránh được luật sát sanh hại mạng, vì mạng sống là thầy mà giết thầy không phải dễ, tức là sát sanh phải chịu quả báo. Bốn là tránh được nghiệp quả báo oán thì thân tâm được thanh thản, khỏi vướng bận điều đau đớn khổ sầu, thù hận với loài động vật. Như trường hợp người Miên có tên là Nôm Dinh, từ Xoài Riêng xuống chùa Gò Kén nhập môn cầu đạo, bị mẹ sóc sát hại giữa đường. Ngọc Hư Cung cho thần vị và được báo oán theo luật công bình, sát sanh đền mạng, có long vị thờ tại Bát Quái Đài tòa thánh. Thứ năm, tránh được bệnh tật do vi trùng độc từ thú vật truyền sang. Ấy vậy, muốn cho chân thần trong sạch thanh khiết nhẹ nhàng thì phải trường chay. Giữ được trường trai, chân thần mới được tinh anh ngự trị trên không khí được. Nếu chân thần còn ô trượt do thực nhục mà ham ngôi vị, xuất ngoại càng khôn nửa chừng, bị sét đánh tiêu diệt. Điển tiên thiên thanh khiết gặp điển hậu thiên ô trượt thì nổ tiêu tan ra gió bụi. Còn biết khôn ẩn tại thế gian mà làm bậc nhân tiên thì kiếp đọa trần còn chưa mãn, đó là thiếu trường chay vậy. Khi chân thần thuần dương bao bọc linh hồn làm đệ nhị sát thân thiên liêng, đặng phép thông công cùng cả chư thần, thánh, tiên, Phật và các đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung, mọi điều lành dữ đều ghi chép không sai mảy may, đặng dâng vào tòa phán xét. Bởi vậy, một mảy không qua, dữ lành đều có trả. Đấng chân linh ấy vô tư, có tánh thánh nơi mình, để dạy dỗ và gìn giữ mỗi người nơi trần thế, thường gọi là lương tâm. Lương tâm là chân linh. Thầy dạy, nơi tòa phán xét chẳng một lời nói vô ích nào mà bỏ qua, nên thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà các con làm tội mà chịu tội cho đành, còn hơn nói tội mà phải chịu mang trọng hình đồng thể. Lòng bác ái thương vật yếu hèn. Đức Quan Âm dạy, cần phải mở rộng lòng thương cho đến bác ái, vì vạn vật do Đức Đại Từ Bi sanh hóa trong cả thế gian. Vậy vạn vật đồng nhất thể, tánh Đức Từ Bi cũng do đó mà vô biên, vô giới. Còn chúng ta lại là một loài trong vạn vật, thì chúng cũng ở trong luật sanh hóa ấy. Vì vậy, hễ giết một mạng sống thì đau lòng Đức Đại Từ Bi, mà đau lòng Đức Đại Từ Bi thì thiên sầu địa thảm. Các em thử nghĩ, người phàm tục có dám phạm đến oai trời chăng? Do đó thì ta đủ rõ rằng ta phải mở lòng bác ái thương xuống các vật yếu hèn. Một là tránh khỏi sa vào luật quả báo, vì luật thiên điều chẳng hề vị ai. Đó là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Còn một lẽ nữa là người sanh trong cõi trần, Đức Từ Bi đã ban cho một tánh linh hơn vạn vật, là có thay thế cho người mà dìu dắt loài yếu hèn hơn. Đó là phần đạo đức. Còn về kinh kệ, công phu Đức Phật dạy, các em lo cúng kiến thường. Một là tập cho chân thần được gần các đấng thiên liêng, cho đặng sáng lạng. Hai là cầu khẩn với Đức Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm rồi mới có ứng. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhất là khiếu lương năng, lương tri, cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Thế nên Phật Thất Nương đã dạy, lễ bái thường hành tâm đạo khởi là vậy đó.
nhờ sự lo tu niệm, nhờ sự kiên trì, giữ giới trì trai, làm cho chân thành tinh khiết mà tránh được cửa âm quan. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải đó, vì là đệ nhất sợ của các linh hồn. Các chân hồn khi quy thiên đều phải đi ngang qua đó, nếu thiếu trường chay và thất thệ phải vào ải quan này mà xét mình. Những lợi ích ăn chay trường. Thánh đạo của Chúa Cứu Thế vì sự hiểu lầm của môn đồ làm gia tăng dục vọng của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Các hàng giáo phẩm không thực thi đúng giáo điều của Chúa dạy về luật thương yêu. Thế nên Đức Mẹ phải xuất hiện tại Fatima vào Thế chiến thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1918, ban ra thông điệp quan trọng nhằm thức tỉnh Hội Thánh La Mã, đồng thời kêu gọi những con chiên Thiên Chúa giáo phải thực hành đúng theo lời Chúa dạy. Đức Mẹ phán, nếu loài người muốn chấm dứt chiến tranh thì phải ăn chay, muốn thấy thiên đàng thì phải trường trai, tuyệt dục và bố thí. Tất cả người cầm quyền giáo hội nên trường trai, vì đó là cứu cánh cho nhân loại như ngọn đuốc soi đường cho tín đồ. Bởi chưa thực hiện được trường trai, do đó mà nhân loại còn khổ. Dù có kêu gọi cách nào, nhưng thâm tâm họ chưa trong sạch, thì ý tưởng tốt đẹp cũng hóa ra dơ bẩn. Nếu Đức Giáo Hoàng đương kim là Phaolô đệ tứ chỉ thị và chính Ngài ăn chay trường, thì thế giới được hòa bình. Tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ nghe theo Ngài mà trường trai, thì tình thương đồng loại sẽ lan tràn khắp thế giới. Cho dù thánh chỉ thiêng liêng đã ban truyền mà giáo hội La Mã chẳng sửa sai, vì kỳ truyền đã thất, khiến nên lòng phàm tục mạnh hơn thánh chất. Thông điệp quý báu trên chỉ là tiếng vang cho những ai có đạo tâm, tìm cách thực hành là trường trai hầu thọ hưởng phần siêu thoát. Ăn chay trường để giữ giới cấm. Theo Tân Luật Đại Đạo thì tín đồ đạo Cao Đài được phân làm hai hạng, hạ thừa và thượng thừa. Phần hạ thừa thì giữ ngũ giới cấm, còn bậc thượng thừa thì giữ luôn tứ đại điều quy. Người ăn chay trường tránh được sát sanh, tức là giữ được giới cấm thứ nhất là bất sát sanh. Không còn ăn thịt uống rượu thì lòng dục lắng động, nên không phạm tà dâm, tức giữ được hai giới cấm, tưởng nhục và tà dâm. Nhờ ăn chay trường mà lòng tham vật chất không còn cơ hội nảy nở, thì đâu còn ham muốn tiền tài, của cải bất chánh. Vì khi chết, linh hồn chỉ được đem theo có hai điều, công đức và tội lỗi. Ngoài ra không có gì hết, thì còn lòng nào nghĩ tới việc gian dối tài vật của người khác, đem lợi lộc về cho mình. Như thế là giữ được hai giới cấm là du đạo và vọng ngữ. Chỉ có trọn trường trai mà người đạo dù ở lãnh vực nào cũng dễ dàng giữ được ngũ giới cấm. Ăn chay để thanh bản thể lẫn chân thần. Các thức ăn chay thuộc về huyền vi thực ngũ cốc như rau đậu, trái cây được hấp thụ ánh nắng mặt trời, dưỡng khí, đạm khí của không khí thiên nhiên, nên các thức ăn chay có tác dụng bổ dưỡng. Bổ dưỡng cho thể xác do những chất hấp thụ, chất khoáng trong đất và đạm trong không khí. Bổ dưỡng chân thần nhờ hấp thụ ánh sáng mặt trời và dưỡng khí. Người ăn chay trường, thâm niên, chân thần được trong sáng, tinh khiết nhẹ nhàng hơn không khí. Khi thoát xác, chân thần xuất ngoại dễ dàng, không bị dây từ khí ràng buộc. Vì chân thần vẫn là khí chất hiệp với tiên thiên khí có điển quang, chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch nhẹ hơn không khí mới ra khỏi càn khôn đặng. Phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh tiên Phật được. Phải có một thân phạm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết được. Cho được vậy là nhờ trường trai mà có. Ăn chay để tránh quả báo luân hồi. Sự sát sanh hại mạng các loài vật đã tạo thành quả nghiệp luân hồi tái kiếp mà đền trả nợ oan nghiệt ấy. Duy có thảo mộc, sự sống còn đơn giản mới có sanh hồn. Vì rau cỏ, cây trái hễ ngắt ngọn, chặt đọt thì nảy tược đâm chồi, chỉ khi nào nhổ gốc mới chết. Trong luật tấn hóa và phụng sự thì loài người được dùng thảo mộc nuôi thể xác vì nó không bị chết. Khi con người thoát xác, thổ thân tan ra các bụi phụng sự lại cho thảo mộc. Đó là luật công bình, giúp nhau trong sự tấn hóa vậy.